người, mình tên là Linh, mình đến từ Long Biên, Hà Nội. Không hề đau rát và có chuyện gì cả, bởi vì trước khi làm thì mình đã được ủng tê 30 phút rồi. Và đặc biệt là khi mà mình vừa mới nhấn xong ấy, thì mình có một cái rất là lo lắng là không biết là có các bạn có đè vào mí của mình gây đau rát hoặc là ảnh hưởng đến mí của mình không, nhưng mà không hề ảnh hưởng gì cả. Lúc làm cũng rất là thoải mái, thái độ của nhân viên, các bạn nhân viên cũng rất là dễ chịu. Chị cảm thấy rất là hài lòng về lông mày của chị.